váng khi biết giá trị của chiếc vòng tay mà Minh Hằng luôn đeo đi khắp muôn nơi. Đi sự kiện, đi ghi hình và thậm chí là cả khi đi biển, Minh Hằng cũng sử dụng chiếc vòng tay trị giá hơn 200 triệu đồng. Là một ca sĩ được đánh giá cao về gu ăn mặc, Minh Hằng không chỉ khéo léo giúp mình tỏa sáng trên sân khấu, mà còn gây sức hút ở phong cách thời trang ở mọi nơi mà cô xuất hiện. Những bộ cánh hợp mốt, phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn, luôn được vị huấn luyện viên The Face Việt Nam 2018 lựa chọn để ghi điểm về street style. Bên cạnh đó, cô nàng còn nhanh chóng cập nhật những trào lưu ăn mặc thịnh hành của làng mốt thế giới. Minh Hằng luôn chú trọng sử dụng phụ kiện sang chảnh như túi xách, giày dép và đặc biệt là trang sức đến từ những nhà mốt tiếng tăm trên thế giới. Đặc biệt là cặp vòng tay Cartier Love đắt giá luôn bên cạnh cô không rời, được nhiều người tò mò. Minh Hằng luôn mang bên mình hai chiếc vòng tay đắt giá của nhà mốt đình đám thế giới Cartier để thêm nổi bật và mang nhiều may mắn cho cô. Chiếc vòng đeo tay Cartier Love bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới và trở thành món trang sức tiêu biểu dành cho những người theo quan điểm mở rộng tình yêu thương, dẹp bỏ sự thù ghét. Với thiết kế đơn giản nhưng lại rất độc đáo, phù hợp với mọi giới và pha trộn một chút phong cách rock and roll, hình dáng oval tuyệt hảo ôm theo cổ tay và đóng mở khóa bằng chiếc vít bằng vàng đắt giá. Chiếc vòng tay của cô có giá trị là 10.100 đô, tương đương khoảng 222 triệu đồng. Minh Hằng còn khéo léo mix cùng một chiếc màu vàng để vòng tay có đôi có cặp. Một chiếc váy trắng thanh lịch và đơn giản, chỉ cần có sự xuất hiện của hai chiếc vòng tay gần nửa tỷ đồng này đã trở nên nổi bần bật rồi. Mỗi khi đi dạo phố ăn uống cùng gia đình, bạn bè, mỹ nhân đình đám còn khéo léo mix thêm đồng hồ tiền tỷ để trở nên sành điệu và giúp xét đồ đơn giản thêm thời thượng. Đồ cá tính như jean rách, áo thun ba lỗ cũng rất phù hợp khi đường mix với vòng tay. Váy nhún bèo đi biển cũng trở nên hài hòa và nữ tính khi có sự xuất hiện của hai item xa hoa này. Bikini quyến rũ còn gì bằng khi được đi kèm với hai chiếc vòng tay nhỏ nhắn sang chảnh này. Không chỉ trong phong cách thời trang hàng ngày mà khi đi chụp ảnh, Minh Hằng cũng không thể rời bỏ chúng. Quay hình The Face, cô cũng luôn đeo hai chiếc vòng tay đắt giá. Tham dự sự kiện giải trí lớn với trang phục dạ hội thì hai item đình đám này cũng không hề bị lạc quẻ, mà ngược lại càng khiến cho Minh Hằng thêm yêu kiều. Cứ tưởng váy dạ hội là không thể đi cùng nhiều vòng tay, nhưng hãy nhìn vào bức ảnh của Minh Hằng bạn sẽ rõ. Minh Hằng tái xuất lộng lẫy sau khi bị chê hát yếu và phẫu thuật gọt cằm. Minh Hằng đã tự tin thể hiện ca khúc Em Xin Anh sau những ồn ào bủa vây vì bị chê hát yếu và phẫu thuật thẩm mỹ quá tay. Chương trình âm nhạc và bước nhảy vừa lên sóng vào tối ngày 7 tháng 7 với sự góp mặt của nhiều ca sĩ khách mời nổi tiếng. Tuy không phải là nhân vật chính trong đêm nhạc, nhưng huấn luyện viên The Face Minh Hằng vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Minh Hằng biểu diễn hai bản ballad Điều Em Cần Chỉ Là Anh và Em Xin Anh. Cả hai ca khúc đều là những sáng tác mới nhất được cô cho ra mắt khán giả gần đây. Cách đây không lâu, Minh Hằng bị dân mạng tìm ra những bằng chứng cho rằng cô vừa phẫu thuật thẩm mỹ ở cằm, khiến cho phần này trở nên méo mó, khác thường. Bên cạnh đó, giọng hát của Minh Hằng cũng bị chỉ trích là không tốt khi những lần hát live của cô nàng đều bị khán giả chỉ trích thậm tệ. Mặc những tin đồn, Minh Hằng vẫn xinh đẹp, rạng ngời xuất hiện trước công chúng. Nữ ca sĩ mang lại những phút thăng hoa trên sân khấu khi thể hiện hai ca khúc đầy tình cảm và khiến không ít fan hâm mộ mê mẩn trước vẻ đẹp mong manh nhưng không hề dễ vỡ. Vừa đăng quang ngôi vị quán quân Hãy Nghe Tôi Hát, Võ Hà Trâm đã khuấy động âm nhạc và bước nhảy với những tiết mục được dàn dựng công phu. Các ca khúc mà Võ Hà Trâm trình diễn gồm có Gọi Thanh Anh Ngày Mới, Những Ngày Xưa Ấy, Chờ Một Tiếng Yêu, Nơi Ấy Bình Yên. Đặc biệt, ca khúc quen thuộc Tình Yêu Tôi Hát từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng lựa chọn để thể hiện, cũng được nữ ca sĩ song ca cùng Trần Vũ thật ngọt ngào, tình cảm. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, hòa âm phối khí mới với tài năng điêu luyện của nam ca sĩ Trần Vũ. Hiện nay, Võ Hà Trâm đã là một gương mặt rất quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô gái sinh năm 1990, chọn cách sống không quá ồn ào như những giọng ca trẻ khác. Nữ ca sĩ gây dựng cho mình một hình ảnh dễ gần, rất thân thiện và cởi mở. Cô tham gia nhiều chương trình trao đổi văn hóa, nhiều chương trình từ thiện và các hoạt động xã hội. Võ Hà Trâm chia sẻ, cô muốn xây dựng cho mình sự nghiệp theo từng bước, chậm mà chắc. Tại chương trình, Võ Hà Trâm có những chia sẻ về tình yêu hiện tại, người đàn ông đang mang lại hạnh phúc cho cô. Sau những tổn thương của mối tình trước, Võ Hà Trâm càng khép mình lại và không muốn công bố người yêu với khán giả. Nữ ca sĩ hạnh phúc sảng ngời, mong chờ một cái kết đẹp với bạn trai trong năm nay. Chia sẻ về người yêu hiện tại, Võ Hà Trâm không giấu niềm hạnh phúc. Hiện tại Trâm và anh ấy dành cho nhau sự trân trọng. Cả hai đều có công việc riêng, chỉ gặp nhau khi rảnh rỗi và trò chuyện với nhau. Anh ấy lớn hơn Trâm khá nhiều tuổi, nên cũng cho Trâm nhiều lời khuyên giải tỏa những khúc mắc, bế tắc trong cuộc sống. Anh ấy là người chấp nhận đặt cái tôi xuống trước và nói với Trâm,
cái tôi không đặt trong gia đình, anh sẽ luôn là người nhường em một bước. Người đàn ông biết khoan dung, nhường nhịn người phụ nữ của mình, thế mới là người đàn ông bản lĩnh, vợ Hàng Trăm nói thêm. Vợ Hà Trâm đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc với gia đình, người thân và bạn trai ngoại quốc. Không cần giàu sang, chỉ mong được sống bên cạnh người yêu và làm việc hết mình cho đam mê, chính là bí quyết giúp ca sĩ luôn vui tươi, hạnh phúc. Thanh Duy mang đến cho chương trình hai ca khúc mới nhất của anh. Ở Game Over, nam ca sĩ đã khuấy động không khí chương trình với màn vũ đạo vô cùng bắt mắt, nhấn ảnh đúng với thương hiệu Thanh Duy Idol. Sân khấu ngập tràn màu sắc với thiết kế của những cây nấm to và ánh sáng đa sắc, tăng hiệu ứng cho tiết mục. Chưa kịp hết choáng ngợp trước không khí tưng bừng với ca khúc Game Over, Thanh Duy tiếp tục đưa khán giả đến với bất ngờ khác khi thay đổi 180 độ với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của ca khúc Người Lạ Thân Quen. Vốn quen thuộc với khán giả ở mái tóc hồng cute, hoạt ngôn và giọng hát nội lực, hình ảnh đầy tâm trạng, hoài niệm của nam ca sĩ mang đến trong Người Thân Quen chắc chắn tạo nhiều thú vị cho khán giả. Minh Hằng bật khóc nức nở trong đám cưới của em trai. Tối ngày 7 tháng 7, em trai nữ ca sĩ Minh Hằng, Minh Hải đã chính thức bỏ cuộc chơi và đưa nàng về dinh. Lễ cưới đang được thực hiện tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Sài Thành. Trước giờ tiệc cưới diễn ra, mọi công đoạn trang trí đã được hoàn thiện chu đáo. Theo đó, không gian tiệc cưới được vợ chồng Minh Hải chọn tông màu trắng làm chủ đạo. Từ những chi tiết nhỏ nhất của buổi tiệc cũng được trang trí cẩn thận, chỉnh chu để mang đến không gian sang trọng nhất có thể cho các khách mời đến tham dự. Khả Ngân là sao Việt duy nhất đến chúc mừng gia đình Minh Hằng, bởi lẽ cả hai chị em là những người bạn rất thân ngoài đời thường. Nữ diễn viên diện đầm giản dị, chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu. Mở màn lễ cưới là một tiết mục nhảy đặc biệt mà Minh Hải cùng vũ đoàn dành tặng cho bà xã. Được biết, ý tưởng này là có sự tham gia của Minh Hằng. Đây là một phần nhảy minh họa lại chuyện tình của họ với nhiều cung bậc cảm xúc trong 6 năm qua. Minh Hải kết màn bằng lời cầu hôn ngọt ngào, Marry Me. Minh Hằng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người. Bên cạnh đó, cô đã bật khóc khi nhắc về tình cảm dành cho cậu em trai duy nhất. Em trai cũng không kìm được nước mắt khi thấy sự yêu thương mà chị ruột dành cho mình. Cả hai chị em đều nghẹn ngào trong ngày đánh dấu sự trưởng thành của em trai Minh Hằng. Cô dâu xinh đẹp bước lên sân khấu trong sự reo hò của các quan khách. Trải qua nhiều thử thách, Minh Hải và bạn gái đã có một cái kết thật đẹp. Cặp đôi thực hiện nghi lễ trong sự chứng kiến của đông đảo người thân quan khách. Cả hai bên gia đình cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc của các con. Minh Hằng lên tiếng nhận xét thái độ của huấn luyện viên Thanh Hằng ở The Face khiến ai cũng bất ngờ. Khi được hỏi về đàn chị Thanh Hằng, Minh Hằng bất ngờ chia sẻ rằng nữ siêu mẫu là một trong số ít người biết điều ở showbiz. Minh Hằng vừa tham gia buổi trò chuyện trực tuyến do ban tổ chức chương trình The Face 2018 thực hiện. Xuyên suốt cuộc trò chuyện này, Minh Hằng đã trả lời một cách khá nhẹ nhàng trước nhiều câu hỏi nhạy cảm do khán giả đưa ra. Đồng thời, Minh Hằng lần đầu tiên thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về những lùm xùm bủa vây lấy cô trong thời gian trở thành mentor của The Face 2018. Khi được hỏi về ba tính từ miêu tả về chị đại Thanh Hằng ở The Face, cô trả lời: tử tế, khó tính, kỹ càng. Vì chị Hằng là một người khó tính trong công việc, những người khó tính thì mới là những người thành công. Về kỹ càng là do Minh Hằng đã quan sát cuộc sống của chị Hằng khá lâu, thì thấy chị Hằng rất kỹ càng trong tất cả các mối quan hệ, không bừa bãi, không lung tung, nói chung là rất gọn gàng. Về tử tế là do chị Hằng là một người biết sống, sống biết điều, người tốt thì rất nhiều, nhưng người biết điều thì rất ít. Bên cạnh đó, khi đối mặt với ý kiến cho rằng Minh Hằng là huấn luyện viên yếu thế nhất tại The Face 2018, cô lập tức đáp trả: có, yếu thế hơn vì lùn hơn. Những người có chiếc túi rỗng sẽ làm được nhiều điều hơn những người có một chiếc đầy. Minh Hằng cũng thẳng thắn thừa nhận yếu điểm khi ngồi vào vị trí huấn luyện viên, đó chính là kỹ năng catwalk, nhất là khi cô luôn bị khán giả đặt lên bàn cân với hai siêu mẫu hàng đầu Việt Nam là Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến. Nữ ca sĩ thừa nhận The Face 2018 không chỉ là thử thách với các thí sinh, ngay cả với Minh Hằng cũng là một thử thách mang tính bước ngoặt. Minh Hằng cho biết trong thời gian sắp tới, cô sẽ trau dồi thêm kỹ năng catwalk, không phải với tham vọng sải chân trên các sàn diễn chuyên nghiệp, mà ít nhất qua kỹ năng học được, cô có thể nhận ra được đâu là khuyết điểm của thành viên trong đội để giúp các bạn cải thiện. Đối mặt với nhiều ý kiến cho rằng cô chịu lép vế, Minh Hằng tự tin khẳng định cô cũng có những thế mạnh mà hai vị mentor còn lại phải dè chừng.
Đó chính là sự nghiệp diễn xuất mang đến cho cô sự dẻo dai và giàu cảm xúc. Tại sân chơi The Face 2018, cô sẽ không có chiến thuật nào cả. Nếu có thì đó chính là trở thành bạn của thí sinh. Cô cho rằng một người bạn tốt còn hơn 10 người thầy giỏi. Với riêng câu hỏi về lùm xùm xoay quanh về trang phục đối với stylist Travis Nguyễn, Minh Hằng bất ngờ từ chối trả lời. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn giữ im lặng để tránh gây tổn hại đến tình cảm đôi bên có được suốt quãng thời gian qua. Nổi tiếng đồng nghĩa, Minh Hằng cũng trở thành sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ ở rất nhiều khía cạnh. Đặc biệt gần đây nhất chính là diện mạo khuôn mặt có phần hơi khác lạ của cô. Đối mặt với câu hỏi liệu Minh Hằng có từng phẫu thuật thẩm mỹ, Minh Hằng không thẳng thắn đối mặt mà lại trả lời rất vòng vo. Minh Hằng cho biết có những câu hỏi Minh Hằng sẽ không bao giờ trả lời. Bạn có bao nhiêu tiền? Bạn có bao nhiêu căn nhà? Bạn có bao nhiêu bạn trai?